Trong số những chiếc xe thể thao được mang về giải đất hình chữ S trong năm 2021 vừa qua, nổi bật nhất vẫn là sự có mặt của Toyota GR Supra thế hệ mới. Không chỉ vì đây là xe đầu tiên có mặt tại Việt Nam, mà hình ảnh sau đó của xe còn từng khiến giới mê xe xót xa khi bám bụi dày đặc. Hình ảnh chiếc được xuất hiện vào cuối tháng 9 năm 2021 trên mạng xã hội ở Việt Nam. Khi đó, hình ảnh về mẫu xe thể thao Toyota Supra thế hệ thứ 5 đã nhận được sự quan tâm rất lớn của giới mê xe trong nước. Tuy nhiên hiện tại, chiếc xe thể thao Toyota phiên bản GR Supra 2020 này đã trở về ngoại hình long lanh như lúc mới xuất xưởng và đang được trưng bày trong một showroom bán xe sang khá nổi tiếng ở tại Hà Nội, chờ ngày khách đến chốt giao dịch. Đây hiện là chiếc xe thể thao Toyota GR Supra 2020 duy nhất có mặt tại giải đất hình chữ S. Xe hiện đang tìm kiếm chủ nhân nhưng chưa rõ mức giá bán cụ thể ra sao. Toyota GR Supra tại Việt Nam sử dụng động cơ 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 335 mã lực. Sức mạnh này của xe Toyota GR Supra 2020 được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp, có tích hợp lẫy chuyển số trên vô lăng. Nhờ đó, mẫu xe thể thao này có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 96 km/h trong thời gian khoảng 4,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa bị giới hạn 250 km/h. Nếu đến những cái tên trong làng xe thể thao tốc độ phải kể đến Toyota Supra, mẫu xe huyền thoại truyền cảm hứng cho không ít nài xe mới vào nghề. Toyota GR Supra thế hệ mới nhận được một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, phù hợp với xu hướng chơi xe thể thao bây giờ. Ngoại thất của Toyota GR Supra có điểm nhấn không chỉ body kit ấn tượng, mà còn phải kể đến là đèn pha và đèn hậu LED cá tính. Xe có thêm cánh lướt gió trước hầm hố, tùy chọn la răng cá tính. Bên trong khoang lái Toyota GR Supra 2020 độc nhất Việt Nam, có một số thiết kế từ xe BMW ở nút bấm và cần số, hay hệ thống eDrive với núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm, là đặc trưng của hãng xe sang đến từ Đức. Màn hình cảm ứng của xe là 8,8 inch do thuộc bản Premium. Xe có số đo bao gồm dài 4.380mm, rộng 1.865mm, cao 1.295mm và chiều dài cơ sở 2.470mm. Được biết thế hệ thứ 5 của Toyota GR Supra sản xuất từ năm 2019, sau gần 7 năm bị đứt dây chuyền, và tất nhiên đã nhận được sự chú ý của không ít người yêu tốc độ.